cao sang hơn ai, đi đến nơi nào cũng check in selfie. Ô anh kia trông thật là manly, ô cô kia trông rất quá sexy. Đại ca nhiều khi hay lo xa, đại gia thì anh chưa xa hoa. Tiền tiêu sạch túi check hai ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống vô cùng khó, mới biết ai bên chúng ta. Từng ước giàu sang lại danh vợ chồng. Cuộc đời không như mơ, dòng chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới, với đôi chân đi khắp nơi. Cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi, nhưng dần hơi dần phai phôi. Hãy bắt đầu một ngày xinh tươi. Và hãy kết thúc bằng tiếng đầu đã uống không bao lâu, 20 năm sau mình uống hoài hoài, 20 năm tới mình ngủ luôn, mình ngủ hoài luôn. Uống là thế dài dớ quăng tùm lum, ơi là bao. Trời ơi, sao mà thúi quá. Trời đất ơi, gì mà không có khóa cửa gì hết trơn à. Anh, sao không vô trong phòng ngủ đi. Trời đất ơi, nhậu nhẹt say xỉn tối ngày à. Trời đất ơi, ngủ rồi nãy chắc trúng gió chết quá. Biểu vô trong phòng ngủ cũng không vô nữa. Tâm ơi. Dậy. Dậy. Tâm lớn nhỏ nào. Dậy coi. Dậy. 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 Tâm lớn nhỏ nào. Nhỏ à? Nào là nhỏ nào. Tôi nghe ông kêu rõ ràng, ông kêu Tâm Tâm mà. Tâm nào. Ông kêu rõ ràng, ông ngủ ông kêu Tâm ơi, Tâm ơi. Tôi nghe rõ ràng, còn chối gì nữa. Tôi kêu Tâm nhỏ nào là nhỏ nào trời. Tự nhiên đang ngủ kêu vậy giật mình. Đừng cãi nữa, cái miệng ông xem xét à. Mà làm gì vậy? Mùi nữa nè, mùi nước hoa của nó đúng không? Nước hoa vậy? Tôi nghe mùi đó nè. Cái này là cái bà bán bún mắm. Bà bán bún mắm rồi xong rồi bà bưng bún mắm cho tôi. Rồi ông ôm bà hả? Ôm cái gì rồi mùi này mùi bún mắm chứ mùi nước hoa gì, cái lỗ mũi rồi bị điếc rồi sao? Trời ông giỏi lắm, cãi xem xét à. Trời ơi, đây nữa nè, nè, son nè, con chuối nữa hả? Con mắt bà nhìn ra sao sao sao, nhìn ra son. Chứ cái gì? Mau nè, cái thằng quỷ làm trong công ty đó, nó gặp bồ. Con vợ nó vô,
giọng vô mỏ đó một cái là máu nó phún vào tới bên áo tôi này. Son mà nổi tôi, son đâu mà son. Ông cãi đi, cãi cho giỏi đi. Bây giờ, nếu mà ông nói ông không có quen con Tâm nào á, giờ hả? Ông chửi nó cho tôi đi, ông nguyền rủa nó cho tôi đi, tôi mới tin. Con Tâm nào tự nhiên kêu nguyền rủa rồi lỡ nó có đâu đây, nó quýnh tôi thấy bà nội tôi à. Ông cũng binh giật cho nó nữa, ông sợ nó bị cái này cái nọ nữa. Thôi được rồi, tôi làm cho bà vui. Tôi kêu tên lớn lên tôi chửi nè. Tâm! Ồ, bà mày con Tâm! Được chưa? Con Tâm là cái con mà đưa con gái mất nết. Mày có quen ai mà quen mà không được quyền quen người đã có gia đình rồi. Mày như vậy là mày mất nết. Con gái là mất nết là không có tốt. Tâm mày là đứa tâm thần. Đúng. Mày là đứa tâm thần. Xí ra là thằng nào mà quen mày là thằng đó cũng bị tâm thần rồi Tâm ơi. Nói chung là thằng nào mà đuôi một con mắt nó lấy mày đó Tâm ơi. Mới cho bà mới ngồi đây nha. Bây giờ là tôi giận dữ lắm rồi á, tôi giận mấy người thôi nha. Mấy người lão mấy người chửi Tâm dữ vậy. Chửi cái gì cũng từ từ, đừng có xúc phạm người ta quá. Liên quan gì tới mày? Cái gì vậy? Anh là ai vậy? Nhưng mà chửi Tâm quá thì không có được. Tôi chửi Tâm chứ tôi đâu có làm đụng chạm gì ông tên Tâm hả? Tâm bạn gái tôi. Trời ơi, trời bậy rồi, Tâm bạn gái người ta mà chửi quá trời. Trời ơi, tôi sắp cưới luôn chứ bộ. Thôi xin lỗi bạn ơi, xin lỗi bạn xin lỗi. Em không qua chửi gì nha. Nè nè, cái gì vậy? Ủa gì chứ cậu là ai? Tôi bạn trai Tâm. Bạn trai của Tâm đó. Quen hả? Anh quen hả? Quen đâu. Ủa vô nhà tôi làm gì? Tôi ăn trộm. Đó đó ơi. Tôi ăn vô nhà tôi ăn trộm hả? Cậu bà mày. Ai trời. Trộm trong nhà tao không? Mày gan lắm nha. Nè, anh dặn cho mày biết một lần nha. Bạn trai con Tâm có vô nhà người ta ăn trộm thì đừng bao giờ ngủ mớ trong nhà chủ nha mày. Nghe mày. Biết rồi chứ, không một lần thôi. Đây là đúng đẹp. Em ăn ngoài đút chưa? Anh chị dễ thương quá à. Đút nha. Này đút nó. Có cần phải trơ trẽn vậy không? Giữa thanh thiên bạch nhật mà nó đút nhau trùng trục. Tôi chưa nói gì hết chú. Tôi đâu có nói gì đâu, chú nói là mấy đứa còn trẻ, mấy đứa phải biết tận dụng những cái thời khoảnh khắc đó. Thời gian không chờ đợi ai. Hả? Dạ, con chào chú. Chú uống gì chú? Sinh tốt. Dạ. Anh Tuấn. Ai như là Tuệ Cầm phải không? Trời ơi, anh còn nhớ em hả? Em còn nhớ anh sao? Nhớ chứ. Phải nhớ anh thôi. Trời ơi. Mấy chục năm rồi. Cũng cái bộ dạng quê mùa này. Ngồi anh ngồi đi Cầm. Anh ngồi đi. Ai cũng nhớ anh, người ta nhìn một lần người ta không bao giờ quên được. Biết sao hồi xưa trong trường anh là hot boy mà. Bao nhiêu cô cứ nườm nượp nó đi theo mà anh đâu có chịu. Trời ơi. Dạ, không mà chú. Ủa Dũng, như hồi xưa em thích ăn cà lem hả? Cũng giống như ngày xưa anh thích uống sinh tố dâu. Sao rồi? Rồi bây giờ anh sao? Thì bình thường thôi. Nhưng mà có một cái này nha, anh dòm mặt em á, thấy em già đi nhiều lắm đó. Nói vậy không có vui đâu. Sao vậy? Ít có bao giờ mà người bạn mình nói thẳng vô mặt mình là già như vậy. Người ta sẽ tự ái. Xin lỗi Cầm. Xin lỗi. Bộ anh nuôi chim hả? Ý em nói là nuôi chim gì? Kìa, mặt anh chim quá trời. Cầm nói là những dấu chân chim lên khuôn mặt này đó hả? Đúng rồi.
Hằng sâu dấu chân chim, sợi tóc màu mây trắng kế tôi nghe. Nhớ không? Hai đứa mình xong ca cái bài này, vừa ca dòm xuống, thầy cô giáo hiệu trưởng đi hết trơn, còn lại cái đám bạn nó nghe thôi. Vui chết đi. Nói gì nói chứ em mà chưa có chồng đúng không? Chưa. Em chưa có chồng người ta hô là ế đó. Đừng nói vậy, cái này là nói thẳng vô mặt người ta đau lòng lắm. Hiểu không? Ít có bao giờ ai mà nói vậy lắm. Vậy mình nói tí vậy xíu nhanh nha. Rồi thôi nói là đậm tuổi được không? Vậy nha. Không phải ế đâu. Mà nói thật với anh á, em là hot girl. Hot girl. Ờ, trai ký túc xá mê em lắm. Tự tử về em hoài luôn á. Nhảy lầu á. Tụi nó khôn đó. Chứ bây giờ nó còn sống là nó khổ với em luôn ha. Coi như nó giải thoát luôn. Ủa anh nói vậy là sao? Tức thay gì nó bỏ em thì hơi tệ. Thành nó chấp nhận nó nhảy lại để cho em được sống. Thôi bỏ qua chuyện này đi nha. Chứ nói lát nữa em đau lòng lắm nha. Anh ơi, chắc anh cũng có vợ rồi hả? Thôi đừng kể chuyện đó. Ấy luôn hả? Không phải ấy, bao nhiêu con nó dụ anh mạnh đâu có chịu. Vậy hả? Chứ sao? Anh vẫn một lòng chung thủy với một người. Người nào vậy anh? Nhỏ có tóc bòm ngựa nè. Đeo một cái cặp kính xinh xinh. Em hả? Có chờ đợi ai không? Thì nói chung là cũng chờ đợi một người đó. Mà cái gu của em cũng đơn giản thôi. Người đó có đội cái nón, rồi một cái mắt kiến, rồi một cái áo màu vàng lật lợt. Đúng là mình không có cãi được cái mệnh trời ha. Cái tự nhiên giờ tôi với Cầm lại tình cờ gặp nhau ở đây. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau không, không, gặp lại nhau là phải làm cái gì đó, mừng một cái gì đó chứ. Ai biết hiểu là cái gì. Quên rồi. Vậy hả? Hết văn á. Coi như là mình hẹn hò nhau. Cầm nha. Cậu Cầm em, ta hãy hẹn hò với nhau đi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh lùng. Cho anh một cái hẹn nha. Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố. Biết em thích màu trời, anh đã bồi ngồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy. Thôi không đợi tới chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy xa lắm. Hẹn ngay bây giờ luôn nha. Chú cho con hỏi tí. Hồi nãy chú nói hai tụi con còn trẻ mà lố vậy hả chú với cô? Ý là nói tụi lố hả? Dạ. Không hề lố. Bởi vì cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép mà. Phải không Tuệ Cầm? Cái dự án tôi xong, tôi giao cho làm xong chưa mà đừng ngồi đó. Nghe tí Tề Thiên nhập hả gì á? Dự án nào sếp? Trời đất ơi, hỏi tôi nữa, thiệt tình luôn. Đầu óc cậu sao? Bởi vì tối ngày cứ đeo ba cái này riết rồi nói không có nghe cái gì hết. Dự án tôi giao cho làm, nghe không? Thiết kế mẫu mã tới đâu rồi? Khách hàng ta mới hỏi kìa.
mà cậu còn giờ cậu hỏi ngược lại tôi nữa, dự án được tới đâu? Ê, tôi thấy gấp rài, cậu không lo tập trung làm ăn gì hết nghe. Ủa có hả ta? Có hả ta không? Hả ta không? Hả ta không? Thiệt tình à. Alo. Dạ. Dạ nghe nè sếp ơi. Dạ dự án đó, dạ dạ thôi được rồi. Dạ thôi để cho bạn Bảo làm. Dạ 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 dạ, dạ, dạ. Để nhắn Bảo qua. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. À sếp. Ủa anh Tinh em. À anh Bảo anh nghỉ mấy bữa nay rồi sếp ơi. Ủa Bảo nghỉ phép hả? Dạ tới tuần sau anh mới làm lại. Chết cha. Mà không kêu anh bơm làm đi sếp. Cô kêu đi, cô kêu được á, cô kêu được, tôi kêu, tôi khen cô hay á, đó. Giờ người như như cõi âm vậy đó, đó. Tối ngày vậy đó, ừ, ừ, ừ. Cô kêu thử coi, được không? Anh Bơm ơi, anh Bơm. Ấu. Anh trả lời em. Ờ, nó không trả lời vậy, nó hú. Nó bà con như kinh công á. Có bữa nó làm đi, bơm bơm đi nó nè. Quỷ sứ này nè. Thôi, tôi nói cô điện Bảo đi. Kêu lên đây làm cho ông nội này không xong rồi đó. Dạ, dạ. Rồi, rồi. Ok vậy nha. Sao vậy cô Tinh? Dạ anh Bảo nói là anh sắp xếp mai lên. Ok rồi vậy đi. Dạ. Thiệt tình á. Dạ em về làm việc nha sếp. Khoan khoan đi. Cô rảnh rảnh rồi cô bóp bóp cho cái da kia ra. Mệt mỏi quể quải quá trời. Dạ. Ê. Ở đây nha sếp. Ừ đó. Thiệt tình á. Được không sếp? Được. Rồi thôi. Ok. Rồi vậy không á. Cô thấy chưa? Ok. Hôm nay chắc tôi nghi chắc nó bị gì với cô Tinh này. No. Hôm qua là chủ nhật, hôm nay thứ hai chắc là anh đi vũ trường đó sếp. Vũ trường mà về cũng bình thường chứ vắt cớ gì làm như vậy. Trời ơi thiệt tình á, giờ ngồi đây mình cái hồn để đâu không thấy không? Lâu lắm rồi nghe. Dạ. Lâu lắm mà có cái cảm giác là ở trong cái căn phòng này chỉ có hai người. Có sếp của anh nữa kìa. Có nó nhìn người nó về sáng nằm vậy đó chứ hồn đâu rồi, nó không biết gì đâu, nó không thấy đâu rồi đó. Thuê thiệt ta. Còn những cái bàn tay của cô bóp tới đâu rồi chịu không nổi tới nó này. Đó. Cái dài đang mỏi để một cái nó giận nó phê. Ê. Thôi mình vô phòng đi. Nha. Như mấy lần trước hả sếp? Như mấy lần trước vậy. Nha. Được không? Dạ. Ừ. Vậy em vô trước nha. À, em vô trước. Đi đi. Bơm. Nãy giờ đâu nghe gì không? Đâu thấy gì không? Cứ nhắm nhắm gì không? Đâu thấy gì đúng không? Ông đừng khùng nữa. Nhảy đi con. Dũi ha. Nhảy mà cũng chết. À chị Giang hả? Chị thấy đầu chị ngứa không? Chị bị cống sừng rồi đó. Đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Vô dâm phụ, dâm phụ đâu? Mày trốn hả? Từ từ, từ 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 từ. Đập phá hết ở đây luôn đó. Nhỏ nhỏ tiếng, nhỏ tiếng. Nhỏ cái gì? Tao đi bắt ghen mà biểu tao nói nhỏ. Cái gì đây? Cái này là cái dây là tao trói nó lại. Xong tao đưa nó lên vườn, tao nói nó giật chồng của tao. Ôi đâu cần phải tiếc vậy đâu. Không cần cái gì chồng. Cái gì vậy? Tụi nhỏ nhỏ thôi, bứt dây động rừng ở chồng. Bây giờ tao chạy đi làm sao? Nhỏ cái gì mà nhỏ? Trời ơi tức quá mà nhỏ cái gì. Coi nhìn thế nào đó. Em ơi xong chưa? Dạ còn xong rồi nè anh ơi. Trời ơi sao lâu quá, thèm quá rồi nè. Ây da cái gì vậy? Mày đập cái gì vậy? Hả? Đi ra ngoài đi ra ngoài, còn như ra ngoài tôi biết đi ra, để ra, đi ra ngoài, đi mau lên, gì vậy, cái gì vậy, dạ. Đem vô là làm gì, bà cối ai, em xin lỗi mình, lỗi phải nè, bà sớn xa sớn xác, bà vô đó, bà đập đồ trong đó, không cái laptop tôi đang để trên bàn, bà làm cái bà đập cái bể cái laptop bao nhiêu cái dữ liệu trong đó bà biết không? Dạ em biết em sai rồi, tại vì nó cái laptop nó nằm trước mặt em cho nên em liền tay em quất luôn á. Quất luôn gì? Rồi bà thấy cái gì? Bà thấy cái gì? Bà thấy tôi đang làm cái gì? Dạ ăn xài. Ăn xoài. Dạ. Đúng không? Dạ. Ăn nè. Cái xoài này á là hồi sáng nè, tôi gọi lên
tôi nhờ cô Trinh mua giùm tôi trái xoài bỏ vô trong phòng cho nó lạnh. Tôi nhờ cổ vô cổ gọn giùm cho tôi, với lại cổ quậy mắm đường ngon, tôi nhờ cổ quậy giùm tôi thèm tôi kêu ăn vậy. Có gì đâu mà vô đập sùm. Nè, có cái luật nào không? Có luật nào mà cấm mà nhân viên vô phòng của sếp gọt xoài cho sếp ăn không? Có không? Không, không có luật đó đâu. Em sai, em xin lỗi mình. Sai là đúng không? Dạ sai lắm. Nói gì mốt phải từ là hoàng vô, khỏi ức giáp vậy. Dạ, mình đừng giận em mình. Bỏ vậy xuống đi. Dạ. Mẹ, cũng dạ. Mốt cái gì cũng phải coi trước coi sau nghe không? Dạ. Làm vậy anh mất mặt anh. Em biết rồi. Anh là sếp mà, hiểu không? Dạ hiểu rồi. Ê, nhưng mà cho hỏi nè. Dạ. Nghe nè. Sao em biết anh đang ở trong phòng gọt xoài rồi vậy mà em chạy lên à? Bên kia. Bên nào? Bên kia đó. Ấu! À, cậu này phải không? Trời ơi, dễ thương lắm. Nè, bom à. Bom. Giờ nói tới chiều nó cũng không nghe đó. Nè, rồi. Cô Trinh đây. Cô nhờ cô này cái nha. Bây giờ cô đánh tôi cái đơn là cho thôi việc. Ai sếp? Bom nè. Cho nó thôi việc. Sếp. Em xin lỗi sếp. Em xin lỗi sếp. Âu. Nghe la. Em mới vô đây làm việc á thì anh có hai cái yêu cầu. Thứ nhất là mình phải siêng năng. Cái thứ hai là mình phải thật thà, nghe chưa? Cái quan trọng hơn nữa, riêng anh á thì người lúc nào phải sạch sẽ. Đó. Anh có làm gì vậy hả? Dạ, làm gì vậy? Thì anh mới nói là anh muốn sạch sẽ, em lau mặt anh cho nó sạch. Trời ơi, là ý tôi nói người ở đây á là cậu đó. Mình ra mình tiếp khách thì người lúc nào cũng phải sạch sẽ, hiểu không? Dạ. Vậy đi. Anh muốn em lau mặt em bằng cái khăn nãy hả? Thôi cái đó thì tùy cậu, tùy cậu, tùy suy nghĩ của cậu thôi. Anh nghĩ sao vậy? Em mà lau cái mặt vô đây là cái khăn này dơ luôn á. Trời ơi, cái thằng này nó có cái suy nghĩ khác người ghê ta. Thôi bây giờ vậy à. Để tôi vô trong, cậu ở đây cậu tiếp khách nghe chưa à. Quan trọng là phải thật thà. Người ta hỏi sao mình nói vậy? Mình biết cái gì thì mình nói cái đó. Mình không biết, mình không nói. Hiểu chưa? À. Giờ tôi lên ban quản lý chợ tôi họp. Ở đây tiếp khách cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Quan trọng, thật thà. Hiểu chưa? À, chào chú em. Ủa ông chủ đây đâu rồi? Không có đây hả? Dạ, con nhân viên à. Chú ăn gì chú? Hôm nay ở đây có gì ngon? Có gì ngon không? À, dạ không. Ủa sao không là sao? Yến nói không gì dở hết á, gì cũng ngon hết luôn. À vậy hả? Ăn gì? Cho tôi một dĩa mì xào nấm linh chi đi. Ở đây không có mì xào nấm linh chi chú ơi, có mì xào nấm rơm mà ăn đỡ hả? Thôi cũng được, nấm rơm đi. Dạ mà tính giá bằng nấm linh chi. Cái gì? Nấm linh chi nó khác, nấm rơm nó khác. Sao tính bằng giá? Gì kỳ cục vậy? Kỳ cục thôi, ăn món khác đi. Thôi món khác đi, cho vậy cho một tô hủ tiếu khô đi. Tiếu khô hả? Ở đây không có bán hủ tiếu khô chú ơi, có mì à. Trời đất ơi, cái quán gì kỳ cục vậy? Thôi được rồi, kiểu gì đơn giản thôi chú. Đơn giản nè, vô làm cho tôi một tô hài cốt. Chú ơi. Gì? Ở đây không có bán xương người. hiểu lầm, hài cốt là tôi kêu tôi vui thôi, chứ là xíu quách heo á. Xíu quách á hả? Đúng rồi. Làm được chú biến thái. Được rồi, để nó đi làm. Ơi chú ơi. Hả? Con nói chú nghe này, chú đừng có nói ai nghe nha. Ừ. Con làm ở đây một thời gian rồi á, con chưa bao giờ thấy ông chủ con đi ra chợ mua xí quách mới luôn á.
ổng hầm cái cũ không hả? Ổng có nhiều đó xíu quách, ổng hầm hoài chắc cũng mấy tháng trời đó. Bây giờ tới nỗi hả, cục xíu quách hả, nó tái mét lại mà nó trắng nhách luôn. Đụng vô là nó rã, đụng vô là nó rã. Giống như kiểu mà hút có bí đắp lên mà còn dính mấy miếng thịt chưa rã. Thôi thôi thôi, mày tả thế gớm mới hồi chứ không dám ăn. Thôi thôi, trời ơi, trời. Cái quán này mới biến thái. Trời ơi, xíu quách mà gần cả mấy tháng trời. Không, tao sợ quá. Thôi khỏi ăn gì luôn. Thôi ngồi đi chơi, rắc đi về chứ ăn uống gì. Không được rồi. Coi kỹ cái chụp hình tao đưa lên qua ở bên an toàn vệ sinh thực phẩm. Ôi, ôi. Dạ, xin lỗi quý khách. Con có chuyện gì vậy? Chuyện gì cái gì? Tự nhiên... Ông làm ăn buôn bán kỳ cục hả? Hả? Trời ơi, xíu quách mà ông để là mấy tháng trời nay rồi ông đem ông bán. Không được, tôi chụp tôi đưa. Dạ, xin lỗi. Đưa. Dạ. Nó nói kìa, xíu quách ông để hả? Gần ba mấy tháng trời nay rồi cũng đem bán cho ta. Dạ, làm gì có. Trời ơi, mày gây tai họa cái gì vậy hả Lá? Thì ông kêu con thật tà, có sao ông nói vậy mà. Trời ơi. Đã thấy chưa? Bây giờ hả, tôi chụp cái xe này ha, tôi đưa lên nó là trên an toàn thực phẩm dạ, nè. Dạ, để dạ, xin lỗi. Dạ. Buôn bán. Ông ngoại ông anh dòm đi. Nó mới xuất diện ra đó. Nhìn đi, nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo gì đó. Thông cảm đi. Nó bệnh hả? Mà, nó bệnh mà, cho nên thông cảm. Thôi thì bây giờ ông anh cứ ngồi đây. Ừ. Bệnh mà cho nó đi bán gì tội nghiệp nó vậy? Chú ơi, chú nói gì kỳ vậy, con bệnh nào? Nó bệnh mà. Thôi thì bữa nay nó có làm gì ông anh buồn, ông anh cũng tha lỗi cho. Bữa nay miễn phí. Tôi vô tôi làm anh ông anh một tô. Trời ơi. Xí quách 3 tháng rồi. Thôi khỏi. Không được, ngon lắm. Thôi khỏi rồi. Tôi về tôi thiệt là tôi nói tôi báo về an toàn thực phẩm rồi. Ông anh. Mày nói gì với lại người ta hả? Mày nói cái gì? Mày nói cái gì mà xí quách hầm bao nhiêu tháng hả? Thì có chuyện nói đó thôi, xí quách chú hầm mấy tháng, con nói mấy tháng mà. Mấy tháng hồi nào? Mày có thấy không? Tao hầm từ sáng sớm mày có ở đây mày thấy không? Xí quách là xí quách người ta mới. Người ta hầm từ đêm đến sáng người ta ra người ta bán rồi. Ở đâu mà ngâm mà hầm 2-3 ngày, 2-3 tháng như mày nói. Kêu con ra đâu con biết. Chú không nói cho con biết là chú hầm mỗi ngày. Thôi được rồi. Bây giờ nè, không nói gì hết, hiểu chưa? Đứng một chỗ, không được cử động rồi chưa? Khách người ta bước vô, cười. Khách người ta đi, gật đầu chào. Không hiểu. Mất khách cái trường cái trời à. Đạo Tư. Tôi dễ cơm tắm đi. Tôi dễ cơm tắm. Tôi tắm. Xin tôi tắm nè ông mày. Ủa mày có bệnh gì vậy trời? Làm gì mày để có mì trên đầu mày vậy? Ôi trời, nay nó người thiệt cái hình nộm vậy ta. Ê lấy đồ mà tao đi nha. Ôi trời, mày tính tao lấy tiền mày không? Rồi tôi vô tôi lấy tiền luôn á. Ê tao lấy tiền nè. Tao lấy rồi đó nha. Trời ơi trời, tao đi luôn á. Tao đi á. Dạ. Chào quý khách. Tao đi nha. Khách vô. Khách đi. Dạ chào quý khách. La, bịch tiền tao đâu rồi? Giang manh ha, thật thà kiểu mày ha, mày ăn trộm phải không? Bịch tiền đâu? Tao hỏi bịch tiền đâu? Mày câm hả? Mày mà không nói hả? Tao đuổi việc mày đó. Nãy ông chủ có cho nói đâu mà không nói. Thì bây giờ nói đi, bịch tiền đâu? Hồi nãy có khách kia vô xong chạy vô lấy bịch tiền nó bớt chạy rồi. Nó trời, sao mày không chạy nó, mày chặn nó lại. Chủ bắt con đứng yên không có cho con đi đâu mà con chặn nó. Trời ơi,
thì việc không đi được thì cũng phải la lên cho ta biết chứ. La gì, chỉ cho con cười rồi con nhìn nó cười xong rồi nó đi con chào. Trời ơi trời, nó đi mà mày còn chào nữa hả? Tiểu chủ kêu con làm sao con làm vậy? Bữa nay tao chính thức tao đuổi mày. Tập thà cũng là cái tội hay sao? Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bảo vệ. À, tiếng Anh gọi là security. Đây, đó, có bản tiếng Anh đàng hoàng. Covid đàng hoàng, Covid thiệt, thiệt thổi nè. Ê cơ, lộn. Đó, nghe không? Tôi đang bảo vệ cho cái shop 24 giờ đây. Đó, mọi người thấy không? Đang buôn bán đồ. À, 24 giờ, mà tôi đặc biệt tôi bảo vệ, tôi chỉ bắt những người khui hàng ra mà hàng nó chưa thanh toán tiền mà vẫn khui ra, bị gì hổm rày. Cái shop 24 giờ tụi tôi bị nhiều người vô tham quan cứ xé ra mà không thanh toán tiền, cho nên hôm nay tôi bắt cho bằng được. À, đây ha. Thôi được rồi, thôi tôi đang làm việc nha. Chào mọi người nha, hẹn mọi người là 12 giờ trưa nay tôi livestream lại tiếp nha. Rồi chào chào, bye bye. Nè trời, làm gì đó? Dạ, đưa đưa coi có khui gì chưa. Dạ 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 chưa. Chưa khui phải không? Dạ. Ừ, được rồi. Nghe mà. Nghe không? Dạ nghe, nãy giờ là nghe mà. Khui là tôi bắt đó nghe. Dạ biết. Tại vì hàng quá mà chưa thanh toán mà khui là tôi bắt á. Tôi dạ, nói dạ, rồi. Dạ. Nè. Dạ chú. Cậu đang làm gì đó? Cậu định khui cái này ra đúng không? Dạ đâu chú, con là nhân viên bán hàng mà chú. Nhân viên bán hàng. Nhưng mà nếu cậu khui ra mà cậu chưa thanh toán tiền, tôi cũng bắt luôn. Dạ dạ. Có quy định rồi. Chủ ở đây mà tới khui mà chưa thanh toán tiền tôi cũng bắt. Dạ. Thậm chí tôi cầm lên mà tôi khui ra mà tôi chưa thanh toán tiền tôi cũng bắt tôi luôn. Hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Như vậy mà làm. Tại sao cô dám khui xé cái bọc ra hả, trong đó cô chưa thanh toán tiền, tại sao? Con xin lỗi chú không thích thì thôi con. Được. Cái gì đó vậy chú? Bỏ xuống. Tại sao nói cái này xong rồi lại khui cái khác? Cô xé cái bọc này ra, trong đó tiền cô chưa thanh toán, cô xé ra là cô phạm tội, tôi có quyền bắt cô. Thì tùm lum, giờ thôi con đi chỗ khác con mua. Đây đây đây, đứng đây. Bắt được con phải đứng ở đây. Cái gì vậy chú? Ôi là nó làm gì đâu chú, làm gì vậy? Khoan chứ. Ra dựng cái cửa. Không cho ra. Ra dựng cái cửa. Tàn chứng vật chứng nằm ở đây rồi. Rồi bây giờ lên đây, lên đây. Cái gì vậy? Cậu xuống, cậu chạy xuống cậu báo ban quản lý của tòa nhà này. Dạ dạ. Vô đây. Nè nhưng mà niêm phong hết, không cho ai ra vào nữa nghe không? Dạ. Nội bắt xuất ngoại bắt nhập. Đây, bằng chứng rõ ràng, cô xé mà cô chưa thanh toán tiền mà cô dám xé. Hổm rày, ở đây, cái shop 24 giờ tụi tôi bị xé ra rồi không thanh toán tiền, bỏ đi, tụi tôi thiệt hại rất là nhiều. Cho hôm nay tôi bắt được cô rồi. Không có, con chỉ mới mở bịch ni lông ra chút xíu thôi mà con mở, đâu có xé cái gì mở đâu. Mở bịch ni lông là giống như là cô đã chưa có đưa tiền mà cô đã vừa mở ra là cô vi phạm, cô bị phạm tội, tôi bắt cô. Sao chú bắt cô? Lên phường. Hai con đâu cô có làm... quyền giữ im lặng, mọi lời nói cô sẽ làm mặt. Mời cô lên phường. Con đi. Không có đi đâu chú tự nhiên chú bắt con. Anh ơi, anh qua làm chứng giùm em đi, em đâu có xé cái gì đâu. Làm người không muốn làm chứng chi ha? Không làm chứng, dạ. Làm người thôi. Anh, hồi nãy á, anh qua đây anh coi cái tờ báo á. Em mới qua đây anh coi cho em đang cái tờ báo đi anh, nha. Cái đợt... Kìa. Cái gì vậy? Hàng quá rớt kìa. À, cái này là nó rớt hả chú? Được rồi. Chú ơi, không phải đâu chú. Chưa có xé, cầm đi. À dạ 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 dạ. Cất lên. Không phải đâu chú ơi hả? Hình như cái người này. Sao? Hình như đang ăn cắp đồ á chú. Nè cô đừng nói bậy nói bạ. Tôi bắt cô thêm một cái tội vu khống người khác. Quá trời luôn. Chú ơi, ăn cắp. Rớt chú. Cầm lên. Dạ. Có khui ra chưa? Dạ chưa khui, cái này đã rớt xuống á chú. Nè, chứ cho cô biết nha. Ăn cắp
cái hàng hóa này rớt xuống thôi, chưa khui ra không có bắt người ta được. Đúng rồi. Không phải ví dụ hàng hóa chưa khui nhưng mà ăn cắp đó, ông ăn cắp này ông giấu đồ cho tôi. Tôi cho cô biết tôi là cái gì. Chú là bảo vệ. Bảo vệ shop 24 giờ, nhiệm vụ tôi là gì? Chuyên bắt những người xếp bao bì mà chưa tính tiền. Đúng rồi. Nhưng mà chú ơi, chú đáng ra chứ cũng phải bắt mấy người ăn cướp gì chứ. Ăn cướp cái gì, người ta chưa khui hàng hóa ra tôi đâu có bắt người ta được. Nè, nhiệm vụ tôi làm đúng chức năng tôi thôi. Còn cái chuyện ăn cướp, ăn trộm vậy đó là của công an ở ngoài, không phải của tôi. Phạm vi tôi trong này thôi. Bây giờ tôi bắt cô. Ủa sao mà tháo lột bóc thì chú bắt, còn mấy cái người ăn cắp này là chú không bắt vậy? Bảo vệ gì mà kỳ vậy trời. Nói thì 94.700. 5.300 đồng ở đâu? Bây giờ mày hỏi nó ăn cái gì? Ăn chè. Bước tới tán thẳng vô. Không một cái hả? Mày không về bên tay mày ở đây là mày bán vé số rồi đó. Nếu một ngày em gật đầu đồng ý, anh nguyện là con đĩa của đời em. Ba ký tên đó mình. Chứ tại sao không ký mày đâu người ra dấu thật vậy? Ba không biết chữ, ba đánh dấu thật. Anh muốn gì anh? Cái này thôn ba hồng, cái này đưa vào cành cỏ là chết đấy. Lỡ đi vợ chính làm sao? Thì em đi theo anh. Hả? Oh my god. Đừng nói không về. Con đi chụp hình não một tí là được rồi. Bệnh thì cũng từ từ hết thôi, chứ tự nhiên đi bệnh viện cho tốn tiền vậy. Hết một giây. Nghe chưa, người yêu thì có quyền tùy tiện chứ tôi cực kỳ. Thường thường ở bên tay á. Thường thường cái gì nói đại đi. Mà nãy thằng nào nghe điện thoại đó. Nói dối thì sao? Nói dối làm trái tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã yêu dối. Nói dối là trái tim đau. Đón xem tập 17 Biệt đội siêu hài, phát sóng vào lúc 21:50 thứ Sáu ngày 28/7/2017 trên kênh HTV7. Hi hi hi, tình cười luôn quanh ta. Ha ha ha, muốn tiếng ca mọi nhà. Ngày nay người ta hay online để xem mình cao sang hơn ai. Đi đến nơi nào cũng check in selfie. Ô anh kia trông thật là manly. Ô cô kia trông dáng ôi sexy. Đại ca nhiều khi hay lo xa, đại gia thì ăn chưa xa hoa. Tiền tiêu sạch túi check han ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống có khó khó, mới biết ai bên chúng ta. Đừng ham giàu sang lời danh vật chất. Đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới, với đôi chân đi khắp nơi. Cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi, như dần hơi dần phai phôi. Hãy bắt đầu một ngày xinh tươi. Và hãy